Hi, xin chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm kênh của mình nhé. Mình cũng xin chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống ạ. Thì hôm nay mình lại vào bếp làm cái món cá he diêm nước mắm mọi người ơi. Đây, mình có 4 con cá he này. Cá này là cá sông mọi người nhé. Đấy, rất là tươi ngon luôn. Này, cá này ăn ngon lắm mọi người ạ. Mình sẽ đem diêm với lại nước mắm này, hành, tỏi, ớt mọi người nhé. Mình sẽ chiên qua cái cá này. Đây, cá đây mọi người ơi. Mình cho nhỏ lửa xuống nhé. Cá này mình lau khô đi cho nó đỡ bắn dầu ăn. Đó, mình chiên 4 con vừa chảo luôn. Đây, mình chiên một lát rồi mình sẽ chở cái con cá này. Chở cái mặt dưới lên, mình chiên cái mặt còn lại cho nó săn. Mình sẽ chiên một lát nữa cho cái mặt còn lại được, thế là mình sẽ cho nước mắm vào mình chiên. Rồi, mình chiên như thế này là được rồi. Mình sẽ cho cá ra nhé. Mình cho cá ra, mình làm cái sốt nước mắm tỏi rất là săn chắc. Cái này mình cho ra. Mình sẽ cho cái hành tỏi ớt này. Mình cho vào đây một thìa đường. Cho thêm ít này. Mình cho một thìa đường vào, mình đảo một lát cho nó lên cái màu này. Mình sẽ cho nước mắm vào. Đây là nước mắm mọi người nhé. Mình sẽ cho thêm nước sôi này. Đây, cho thêm một ít cái bột ngọt này. Cho thêm một ít cái muối ăn nhé. Rồi mình sẽ cho cá vào mình sốt. Mình sẽ dưới như thế này, dưới mặt trên này cho nó ngấm. Mình sốt một lát rồi mình sẽ trở cá đi. Mình cho vừa nước thế này thôi. Này là cá diêm nước mắm tỏi, cá sốt nước mắm tỏi mọi người nhé. Sốt nước mắm tỏi ớt rất là thơm ngon luôn ấy. Mình sẽ sốt cho nó cạn nước. Đây, mình sốt một lát là mình chở cá này. Chở này cho nó ngấm cái mặt dưới mọi người. Đó, mình chở, mình sốt cho nó cạn nước thì là được. Đảm bảo là rất là thơm ngon luôn. Chế biến kiểu này thì ăn cơm rất là ngon mọi người ạ. Cá sẽ không còn bị tanh nữa, rất là thơm ngon, săn chắc, đậm vị luôn. Mình sốt một lát cho nó cạn nước đi. Cạn nước cho nó chắc con cá mọi người. Đó, mình làm cái món cá he sốt nước mắm này. Để ăn với lại rau muống luộc mọi người nhé. Đây đang còn luộc rau muống này, rất là non xanh luôn.
Rau muống luộc ăn với lại cá he sốt nước mắm tỏi ớt. Làm cái món ăn đơn giản thôi mọi người ạ. Ăn đơn giản thanh đạm thôi. Đó, mình sốt cho nó cạn nước như thế này này. Cạn nước này cho nó săn chắc con cá. Nó lên cái màu rất là đẹp luôn. Mình cỡ như vậy là mình tắt bếp thôi. Tắt bếp và cho ra đĩa. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.